Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay ngày 7 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh dâng hoa viếng hương Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công nhân kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Người, ngày 7 tháng 8 1912, ngày 7 tháng 8 2024. Các cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Thượng Đức ngày 7 tháng 8 1974, ngày 7 tháng 8 2024. Hội An khai mạc Festival Cù Lao Chàm mùa Ngô Đồng Đỏ 2024 và đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống đan võng Ngô Đồng. Thăng Bình phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 112 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, sáng nay đoàn đại biểu tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa viếng hương tại khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu dâng hoa viếng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện thân cao đẹp của đạo đức cách mạng. Với chặng đường gần 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công trọn đời đi theo con đường cách mạng cao đẹp, phấn đấu vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Sáng nay ngày 7 tháng 8, đoàn văn nghệ sĩ cán bộ khoa giáo khu 5 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đến thăm dân hoa và viếng hương tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ở thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, đoàn văn nghệ sĩ, cán bộ khoa giáo khu 5 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam, có nhiều công lao to lớn cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Các văn nghệ sĩ, cán bộ khoa giáo khu 5 thời kháng chiến chống Mỹ thắp hương thành kính tri ân anh Năm Công, bí thư khu ủy khu 5 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khu 5 tài năng, đức độ, dù bằng trăm công ngàn việc nhưng vẫn quan tâm, động viên các văn nghệ sĩ, báo chí và cán bộ khoa giáo vượt qua gian khổ hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn văn nghệ sĩ cán bộ khoa giáo khu 5 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tham quan nhà trưng bày tư liệu hiện vật, tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của nhà cách mạng Võ Chí Công và ôn lại những kỷ niệm của văn nghệ sĩ, báo chí với anh Năm Công trên chiến trường khu 5 thời chống Mỹ. Nằm trong chuỗi các hoạt động tri ân đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Thượng Đức ngày 7 tháng 8 1974, ngày 7 tháng 8 2024, sáng nay tại xã Đại Lãnh đã diễn ra lễ dâng hoa dâng hương tại tượng đài chiến thắng Thượng Đức. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo huyện Đại Lộc, ban liên lạc cựu chiến binh và gần 900 cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ của sư đoàn 304, sư đoàn 324, lữ đoàn 219 cùng đông đảo cán bộ nhân dân hai xã Đại Lãnh, Đại Hưng. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, thắp những nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đồng đội, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường vì lý tưởng độc lập dân tộc, vì tự do cho nhân dân, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì quê hương đất nước. Cách đây vừa tròn 50 năm tại vùng đất Thượng Đức, bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường, quân và dân ta đã chống trả những đợt phản kích của địch suốt 10 ngày đêm để bảo vệ Thượng Đức. Chiến thắng Thượng Đức không chỉ chặt đứt cánh cửa thép bảo vệ phòng ngoài căn cứ Liên hiệp quân sự Đà Nẵng mà còn khẳng định tương quan so sánh lực lượng giữa ta với địch trên chiến trường đã thay đổi. Quân ta có thể tiến công địch trong công sự kiên cố như cụm cứ điểm Chi Khi, quần lỵ của địch, mở rộng vùng giải phóng, hỗ trợ quân chúng nổi dậy giành quyền làm chủ, tạo thế và lực mới cho nhiệm vụ trên chiến trường khu 5, góp phần quan trọng để Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương có những nhận định mới, đề ra quyết định chiến lược tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ông Phan Thanh Thiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hội An, vừa có buổi tiếp xúc với gần 200 cử tri thị trấn Hà Lam, xã Bình Nguyên
và các xã Cánh Đông, huyện Thăng Bình. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, trả lời kiến nghị cử tri huyện Thăng Bình sau kỳ họp thứ 23 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri bày tỏ niềm vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh, đồng thời kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba xã Bình Nguyên, làm mương thoát nước hai bên đường quốc lộ 1A, nạo vét mương thoát nước tuyến đường cứu hộ cứu nạn đoạn qua thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, tăng lương cho cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ để yên tâm công tác. Chế độ chính sách của cán bộ công chức cấp xã, cấp huyện còn chênh lệch, làm việc nhiều nhưng mức lương thấp và không được thi chuyên viên chính. Sáng nay ngày 7 tháng 8 tại xã Tiên Thọ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam gồm bà Huỳnh Thị Thùy Dung, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, ông Phạm Văn Đốc, bí thư huyện ủy Tiên Phước đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Tiên Lập, Tiên Lộc, Tiên Phong, Tiên Thọ, huyện Tiên Phước sau kỳ họp thứ 24 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Văn Đốc, bí thư huyện ủy Tiên Phước đã thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và một số nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến Tiên Phước. Tại buổi tiếp xúc, đa số ý kiến cử tri bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực, kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri. Đồng thời, cử tri kiến nghị tỉnh, huyện quan tâm chỉ đạo để nhanh tiến độ thi công, công trình khu tưởng niệm, các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc đấu tranh cây cốc Tiên Thọ, đường dẫn vào mộ Tổng lãnh binh Trần Huỳnh và khu bia mộ cụ ở xã Tiên Thọ, khu di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, xã Tiên Cảnh và một số nội dung khác. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Văn Đốc, bí thư huyện ủy Tiên Phước cũng như lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện đã tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ được tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tối qua tại sân vận động xã đảo Tân Hiệp, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tổ chức khai mạc Festival Cù Lao Chàm mùa ngô đồng đỏ 2024 và đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống đan võng ngô đồng Cù Lao Chàm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Nam Hưng, lãnh đạo các sở ngành liên quan cùng đông đảo người dân và du khách tham dự. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Lanh cho biết, tháng 11 năm 2014, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã công nhận 3 loạt cây ở Cù Lao Chàm là cây di sản Việt Nam, trong đó có một cây ngô đồng đỏ ở Hòn Lao, có tuổi trên 100 năm. Tháng 4 năm 2015, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công bố quyết định và gắn biên công nhận cây di sản Việt Nam cho quần thể 3 cây ngô đồng đỏ cổ thụ tại dốc Suối Tình, thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp, có tuổi đời 155 đến 250 năm. Đan võng ngô đồng là một nghề thủ công truyền thống chứa đựng nhiều giá trị nhân văn của bao lớp cư dân trên đảo, gắn bó với đất trời, biển rừng, nhẫn nại kiên trì, mềm mại, chắc chắn. Chiếc võng ngô đồng là một công trình nghệ thuật không chỉ ở hình thái, kết cấu mà còn chứa đựng trong đó tình cảm của đất và người giữa đảo xa. Tại buổi lễ, Thủ ủy quyền Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Nam Hưng đã trao quyết định công nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề thủ công truyền thống đan võng ngô đồng Cù Lao Chàm. Việc công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề đan võng ngô đồng là sự ghi nhận tôn vinh nghề truyền thống, sự sáng tạo của cư dân địa phương trong việc tạo ra nghề và không ngừng đổi mới sáng tạo, gìn giữ lưu truyền, nhất là tạo nên những sản phẩm du lịch góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, lòng hiếu khách, chân tình của cư dân vùng biển đảo. Thưa quý vị, sáng nay tại huyện Núi Thành, Trung đoàn Không quân 929 thuộc Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức ban bay cán bộ tại vị trí đóng quân mới, sân bay Chu Lai. Theo dõi và chỉ đạo bay có Thiếu tướng Bùi Thiên Thao, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn, Phó Tham mưu Quân chủng Phòng không Không quân, Thủ trưởng các cơ quan quân chủng, đại diện lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 372. Trước khi thực hiện ban bay cán bộ lần đầu tiên tại vị trí đóng quân mới, Trung đoàn Không quân 929 đã tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ cho các thành phần tham gia thực hiện ban bay một cách chặt chẽ, tỉ mỉ, đúng điều lệ bay với đầy đủ nội dung quy trình theo các bước, giao nhiệm vụ trước khi bay chính thức và tổ chức bay chính thức. Đối với ban bay cán bộ thì có ý nghĩa rất là quan trọng, đặc biệt là đối với ban bay cán bộ của Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 tại cái sân bay mới, sân bay Chu Lai.
càng có ý nghĩa vai trò quan trọng hơn nữa, nhằm củng cố cái nề nếp trong cái tổ chức hoạt động bay, đồng thời nó cũng là cái tiền đề rất là quan trọng để trung đoàn tổ chức thực hiện các cái ban bay huấn luyện tiếp theo tại sân bay mới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ ban bay cán bộ lần này, Trung đoàn Không quân 929 đã xây dựng kế hoạch cụ thể từ rất sớm, tổ chức phối hợp tốt chặt chẽ trong từng giai đoạn thực hiện của ban bay. Đồng thời, Trung đoàn luôn làm tốt công tác tư tưởng, kiểm tra đảm bảo kỹ thuật, hậu cần, thông tin, tổ chức chỉ huy, điều hành chặt chẽ, khoa học. Vì vậy, sau hơn 3 giờ thực hiện nhiệm vụ, đơn vị hoàn thành kế hoạch đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối nhiệm vụ ban bay cán bộ tại vị trí đóng quân mới này. Đối với Trung đoàn 99 thì vừa rồi đã di chuyển nơi đóng quân mới từ sân bay Đà Nẵng về sân bay Chu Lai. Thì tại vị trí mới thì về cơ bản thì các cái khu vực công trình, doanh trại, nhà ở và các cái điều kiện bảo đảm cho bộ đội cơ bản là bảo đảm tốt cho thực hiện nhiệm vụ. Và đó cũng là cơ sở đấy để mà Trung đoàn vừa rồi đã hoàn thành được thắng lợi cái nhiệm vụ của ban bay cán bộ. Và cũng đến giờ phút này thì cơ bản là bộ đội của trong toàn trung đoàn, anh em đã cơ bản yên tâm công tác và hoạt động trên sân bay mới và theo đúng cái nề nếp quy định. Thành công của ban bay cán bộ lần này có ý nghĩa quan trọng, đã khẳng định trình độ, khả năng chỉ huy huấn luyện của Trung đoàn Không quân 929, cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Sáng nay ngày 7 tháng 8, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thăng Bình tổ chức quán triệt nội dung thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 1989, 22 tháng 12 2024. Với chủ đề tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, đợt thi đua bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nội dung chủ yếu của đợt thi đua là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện, chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp theo tinh thần 7 giám và thực hiện tốt 5 quyết tâm, 5 chủ động theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, nội địa, không gian mạng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sau phát động, đại diện các cơ quan thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Thăng Bình, Ban Chỉ huy quân sự 22 xã thị trấn và các đơn vị tự vệ đã ký giao ước thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Sáng ngày 7 tháng 8, Công ty Điện lực Quảng Nam đã bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ bà Võ Thị Văn tại thôn Long Thạnh Đông, xã Tam Hải, huyện Núi Thành. Đây là một trong 5 trường hợp gia đình chính sách hộ nghèo khó trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được Tổng Công ty Điện lực Miền Trung hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, xây dựng nhà ở mới. Bà Võ Thị Văn đã ngoài 80 tuổi, nhiều năm qua sống trong căn nhà tạm bợ. Qua hơn một tháng khởi công xây dựng, với sự nỗ lực của gia đình, sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương, sự giúp đỡ nhiệt tình của làng xóm và đơn vị thi công, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành. Trong tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 200 triệu đồng, có 60 triệu đồng được Tổng Công ty Điện lực Miền Trung hỗ trợ. Bên cạnh đó, Điện lực Núi Thành cũng đã hỗ trợ lắp đặt miễn phí đường dây điện sau công tơ và thiết bị điện trong nhà. Đại diện gia đình bà Võ Thị Văn vui mừng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của ngành điện lực đã hỗ trợ để xây dựng được nhà mới. Từ nay bà sẽ yên tâm không còn lo sợ mỗi khi mưa gió. Tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa, Công ty Điện lực Quảng Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Trung, cá nhân giám đốc và đoàn thanh niên của hai đơn vị cùng Điện lực Núi Thành và đại diện cấp ủy chính quyền xã Tam Hải đã trao tặng thêm kinh phí và một số đồ dùng thiết bị điện gia dụng để giúp gia đình bà Võ Thị Văn ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, lớn lên ở làng, thấu hiểu những khó khăn của người dân quê ít nhiều, ảnh hưởng đến tương lai của trẻ. Chỉ có con đường học mới giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn. Nên, đã 8 năm nay, anh Phạm Xuân Hà, bí thư đoàn thôn Hà Tây 1, xã Điền Hòa, thị xã Điện Bàn, đã mở lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong thôn. Học bác với người cán bộ đoàn này là tình thương yêu các em nhỏ, quan tâm chăm lo đến các mầm non tương lai của địa phương. Yêu thích môn tiếng Anh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Phạm Xuân Hà luôn tìm tòi, học hỏi thêm nhằm tìm ra phương pháp giảng dạy tốt nhất cho các em. Nhiều học sinh đã tiến bộ rõ rệt và hứng thú với học tập hơn. Phụ huynh đưa con theo học tại đây, cứ thế tăng dần. Trong mùa hè thì các em về sinh hoạt tại địa phương thì sẽ không tắm được quan trọng vào những tiêu cực của xã hội. Nhưng với mong muốn là các em không có thời gian để chơi game hoặc là qua vào những tiêu cực của xã hội cũng như là mùa hè đi qua cái đuối nước nữa. Cho nên là tôi cũng có chấp hành chi đoàn đã lên ý tưởng là dạy môn tiếng Anh. Thì cơ bản có môn tiếng Anh này ở nông thôn thì mình cũng còn ngoài những em có năng khiếu ra thì cũng còn nhiều em khó khăn về môn tiếng Anh. Do đi làm ở Đà Nẵng nên mỗi tuần anh tranh thủ 2 ngày cuối tuần để đứng lớp. Để tạo hứng thú cho các em, anh Phạm Xuân Hà còn tổ chức sinh hoạt văn nghệ, đưa bài học vào các trò chơi, hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt đội, nhóm, rèn luyện cho các em khả năng tự tin trước đám đông. Lớp học đầy ắp tình yêu thương không chỉ giúp nâng cao kiến thức mà còn giúp các em có thêm kỹ năng sống, khơi dậy trong mỗi em tình yêu thương, lòng nhân ái, biết chia sẻ với người khác. Từ năm học 2022 tới giờ, con được đi học tới trường và đến nghỉ hè thì con được ra ngoài thân học một môn tiếng Anh. Anh Hà dạy rất là dễ hiểu và mấy anh chị rất là hòa đồng và thường giúp đỡ con. Biết được việc làm tốt đẹp của anh Hà, các bạn đoàn viên thanh niên trong thôn cũng tham gia kiểm tra bài tập và hướng dẫn các em kỹ năng nghe, nói. Anh Hà bí thư chi đoàn là một người rất có năng động và sáng tạo trong công tác phong trào đoàn. Anh luôn truyền lửa cho tụi em. Vì vậy, mỗi khi anh Hòa đưa ra hoạt động gì thì tụi em đều tham gia tích cực. Niềm vui của các em khi đến với lớp học và sự tin tưởng của các bậc phụ huynh là động lực để bí thư chi đoàn thôn Hà Tây 1 quyết tâm duy trì việc dạy học miễn phí cho các em học sinh ở làng quê này, giúp các em có vốn kiến thức và tự tin hơn khi giao tiếp với du khách nước ngoài. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Bây giờ như thường lệ là bản tin dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thành phố Tam Kỳ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 85%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 87%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 53 đến 83%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 53 đến 85%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Bà Rào, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, độ ẩm từ 53 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Trà My, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%, gió nhẹ.